Xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp lại các bạn trên kênh của Nguyên. Hôm nay Nguyên chia sẻ cách làm món tôm viên chiên. Đây là một trong những món khai vị của nhà hàng ha. Thông thường thì món khai vị sẽ có cái món tôm chiên. Cái món tôm chiên này giòn giòn dai dai, ăn rất là ngon. Và cái nguyên liệu cũng rất là dễ tìm và dễ làm nữa. Bây giờ thì Nguyên mời các bạn xem video. Món này thì nguyên liệu chính là thịt tôm tươi. Ở đây là 300g thịt tôm. Tôm thì mình nên mua cái loại mà còn tươi thì mình làm ra cái tôm viên nó mới giòn và dai. Và chuẩn bị thêm 3 nguyên liệu là 2 củ năng, 1 ít ngò rí với lại 30g mỡ heo. Cái này là củ năng tươi, nếu mà các bạn ở nước ngoài mình không có mua được cái loại củ năng tươi thì mình mua cái loại củ năng đóng hộp cũng được nha. Còn cái phần ngò rí này thì mình chỉ sử dụng cái cọng thôi, còn cái rễ với lá thì mình không có sử dụng. Còn nếu mà các bạn không có muốn cho mỡ heo thì mình có thể thay thế mỡ heo bằng 2 muỗng canh dầu ăn nha. Đầu tiên thì mình đi cắt mỡ heo trước. Mỡ heo thì mình thái sợi. Là món tôm viên chiên này có một ít mỡ heo vào thì giúp cho tôm viên thì nó có độ dai và giòn đó. Sau đó thì mình cắt hạt lựu. Mỡ heo này mình cắt càng nhỏ càng tốt nha. Ngò rí mình cắt bỏ cái rễ ngò. Rễ ngò này thì thông thường nhà Nguyên hay dùng để nấu canh củ cải thì rất là ngon đó. Hoặc là mình dùng để làm cái sốt xá xíu đó. Sau đó thì mình cắt nhuyễn. Còn củ năng thì mình gọt vỏ. Củ năng lúc mà mình lựa thì mình phải bấm vào, thí dụ mà nó chắc tay thì nó không bị hư ha. Còn mà nó bị xốp thì mình đừng có lấy ha. Củ năng sau khi gọt vỏ rồi thì mình mang đi rửa sạch. Sau đó mình trụng nước sôi. Tính từ nước sôi thì mình trụng khoảng 5 phút ha. Củ năng sau khi trụng chín lúc mà mình băm thì nó sẽ không có ra nước, với lại ăn cũng giòn và không bị tanh. Nếu mà các bạn mua cái loại đóng hộp thì mình không cần trụng nha, do cái loại đó thì người ta đã làm chín rồi. Nguyên dùng 2 tờ giấy bếp, rồi mình gói lại 2 củ năng á, mình dùng con dao á, mình đập như vậy nè, thì nó không có bị văng tùm lum. Củ năng được làm chín như vậy thì mình băm nó không bị ra nước, đồng thời nó có cái độ kết dính rất là tốt luôn đó các bạn. Băm nhuyễn như vậy là được rồi, mình cho vào tô ha. Bây giờ thì mình đi sơ chế tôm. Cho tôm vào một cái tô, sau đó cho vào đây một muỗng canh bột năng và chế vào đây một ít nước. Rồi mình dùng tay mình bóp nhẹ cho tôm nó sạch nhớt. Các bạn có thể dùng bột mì cũng được nha. Mình rửa tôm bằng bột thì giúp cho tôm nó sạch, với lại nó không có bị nhớt và nó bán đi mùi tanh đó. Bây giờ thì mình mang tôm đi rửa lại bằng nước sạch. Tôm sau khi rửa sạch rồi thì mình dùng giấy bếp mình lau cho tôm nó thật là khô. Nếu mà các bạn không có giấy bếp thì mình dùng khăn sạch lau cũng được nha. Mình làm tôm viên hay là chả tôm thì mình phải lau cho tôm nó thật là khô thì mình làm ra nó mới giòn với lại dai. Bây giờ tôm đã lau thật là khô rồi thì mình lấy con dao mình chẻ ngay đường lưng nó nè. Coi coi nó còn sót những cái ruột tôm không thì mình lấy ra ha. Tôm sau khi mình lấy ruột ra hết rồi thì bây giờ mình đập tôm. Mình dùng con dao lớn mình đập như vậy nè, cho thịt tôm nó dai. Các bạn có thể dùng máy xay thịt mình xay cũng được. Nhưng mà do thịt tôm này cũng không có nhiều cho nên nguyên băm. Mình băm như vậy thì thịt tôm nó còn dai hơn là mình xay máy nha. Thịt tôm mình càng băm thì cảm thấy là nó càng dai nha các bạn. Băm đến khi nào mà nó nhuyễn ra như vậy là được rồi nè. Rồi mình cho vào cái tô đựng củ năng với lại mỡ heo luôn. Bây giờ thì nêm nếm gia vị. Nguyên cho vào đây một muỗng cà phê muối
Cái muỗng cà phê này nó không có đầy ha, cho nên cân thì khoảng 4 gram. Nửa muỗng cà phê bột nêm gà, nửa muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê bột khoai tây hoặc là bột năng cũng được nha. Nếu mình dùng bột khoai tây thì thịt tôm nó sẽ dai giòn hơn. Và 30g lòng trắng trứng gà. Cho vào một ít tiêu với lại khoảng chừng nửa muỗng cà phê dầu mè. Và cuối cùng thì mình cho hết ngò rí vào luôn. Rồi mình đeo đôi bao tay để mình quết thịt. Nếu mà các bạn có máy trộn thịt thì mình có thể cho vào mình quết cũng được nha. Do cái lượng thịt này nó cũng rất là ít đó, cho nên Nguyên dùng tay Nguyên quết cho nó lẹ. Mình quết thịt đó là mình nên quết một chiều thôi nha. Mình đừng có quết chiều này xong rồi mình quết chiều kia thì làm cho thịt tôm nó bị bở ra đó. Khi trộn đều hết trơn thì mình đập khoảng 6-7 cái như vậy cho thịt tôm nó dai hơn. Bây giờ tôm đã quết xong thì mình lấy màng bọc thực phẩm, mình bọc lại và cho vào trong ngăn mát tủ lạnh từ 30 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ thì mình đi chiên nó sẽ giòn và dai hơn nhiều nha. Thịt tôm này thì Nguyên để vào trong ngăn mát tủ lạnh được 45 phút rồi, thì bây giờ mình lấy ra và gỡ cái màng bọc ra. Bây giờ thì thịt tôm đã rất là chắc rồi nè. Mình chuẩn bị một cái đĩa ha, để mình để tôm viên và mình thoa một ít dầu vào. Mình thoa vào chút nữa mình lấy tôm viên ra nó không có bị dính vào nhau đó. Rồi mình đeo bao tay, sau đó thì mình cũng dùng cái cọ này mình quét cho cái đôi bao tay mình dính dầu á, để mình vo viên nó không bị dính. Thịt tôm này thì Nguyên cân lại được 360g thì mình vo khoảng 14 viên, mỗi một viên khoảng 25 cho đến 26g. Thì tùy các bạn nha, nếu mà mình thích vo viên lớn hơn cũng được. Như vậy một viên đã vo xong rồi nè, rất là lẹ luôn. Vo xong rồi thì mình cho lên đĩa. Bây giờ Nguyên vo được 14 viên rồi thì mình mang đi mình chiên luôn. Nguyên đã chuẩn bị một chảo dầu. Khi dầu nóng rồi thì mình thử cái nhiệt kế ha. Cái nhiệt độ chiên tôm lý tưởng nhất là từ 160 cho đến 170 độ C. Bây giờ cái dầu nó đã đạt 160 mấy độ thì mình có thể chiên được rồi. Nếu mà các bạn ở nhà không có cây nhiệt kế thì mình dùng đôi đũa mình cho vào dầu. Nếu mà nó sủi bọt như vậy là được rồi nè. Tôm viên này mình phải chiên 2 lần, cho nên lần 1 mình chiên mình không có thể để cho dầu quá nóng. Nếu mà quá nóng có thể ở trong thịt tôm nó không có được chín, nhưng mà ở ngoài vỏ tôm nó sẽ bị vàng và khét. Khi dầu đạt độ nóng rồi thì mình hạ lửa trung bình thấp, mình giữ cho cái nhiệt độ này mình chiên ha. Rồi mình dùng cái muỗng mình nhúng vào trong dầu. Sau đó thì mình dùng cái muỗng đó mình múc tôm mình thả vào mình chiên. Như vậy thì nó không bị dính. Do cái chảo này thì nó cũng không có rộng lắm, cho nên mình sẽ chia làm hai lần mình chiên. Mình cho vào hết á thì có thể tôm viên nó sẽ bị dính vào nhau nha. Lúc mới cho tôm viên vào á thì mình đừng có đụng nó ha. Do bây giờ thì mình đụng nó thì nó sẽ bị dính đũa hoặc là nó bị dính chảo á. Mình để cho nó chiên khoảng 2-3 phút á, cho nó định hình rồi á thì mình mới trở. Sau 2 phút á, thì mình dùng đôi đũa mình khựa nhẹ nè. Đó mình lật qua bên này mình chiên tiếp. Tất cả đều làm như vậy hết ha. Chiên lần 1 á, nếu mà mình thấy cái màu á, mà nó vàng như vậy á, thì mình lấy ra. Thì chút nữa mình chiên lần 2 nó sẽ vàng hơn. Tôm viên sau khi chiên lần 1 á, thì cái lớp vỏ bên ngoài thì nó chưa có được giòn. Nhưng mà cái thịt nó rất là dai nè. Mình để khoảng 5-10 phút thì bây giờ mình mang đi chiên lần 2 luôn.
khi chiên lần hai á, thì mình có thể tăng thêm chút xíu ha. Cái nhiệt độ bây giờ khoảng chừng 180 độ. Khi chiên lần hai á, thì mình có thể cho vào một lúc mình chiên luôn. Cái dầu lúc này á, thì nó nóng hơn lúc hồi nãy mình chiên lần một, cho nên á, thì mình phải dùng đôi đũa mình đảo cho nó thật là đều. Như vậy thì mỗi một cái tôm viên á, nó sẽ vàng đều hết. Nguyên chiên khoảng 35 giây á, thì mình vớt ra hết được rồi nè. Bây giờ màu nó đã rất là vàng rồi. Tôm chiên rất là thơm luôn các bạn, do có ngò rí á, với lại thịt tôm vốn mình chiên nó cũng thơm rồi đó. Để cho ráo dầu chút xíu thì mình lấy ra luôn. Như vậy là tôm viên chiên đã hoàn thành rồi, rất là dễ làm ha các bạn. Nếu mà có dịp á, các bạn làm thử cho gia đình mình ăn đi. Cái món tôm chiên này á, hầu như gia đình Nguyên á, ai cũng thích ăn hết á. Cái món này á, mình có thể dùng để đãi tiệc hoặc là mình ăn cơm cũng rất là ngon. Khi ăn vào á, thịt tôm á, do có củ năng á, cho nên giòn giòn dai dai ăn rất là ngon. Video đến đây Nguyên xin tạm ngừng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của Nguyên. Nếu các bạn thích video này thì cho Nguyên một like và một đăng ký kênh. Nguyên cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới. Xin chào tạm biệt các bạn. Tó chè tại ca sâu thảy.